Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều người Mỹ thốt lên và chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống mấy chục năm của mình, chưa bao giờ mùa đông lại trải rộng và âm độ sâu như thế. Một trận bão tuyết nguy cơ làm đẩy gãy đổ cây cối và cắt đứt dây điện trên các xa lộ thuộc miền núi cũng như là gây trở ngại lưu thông tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ thuộc miền Duyên Hải Thái Bình Dương vào ngày thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng, năm 2014 khiến cho nhà chức trách khuyên cư dân là không nên ra đường, theo nguồn tin thông tấn xã AP cho hay. Trung quanh thành phố Portland ở Oregon, các mảng tuyết đông cứng còn vương trên mái nhà, nhiệt độ âm lên đến 20 độ C, trên xe hơi và bao phủ cây cối từ cành đến lá, xem cứ như là những lớp thủy tinh dày. Nhiều người chia sẻ rằng đang sử dụng những chiếc xe hơi điện và liên tục sạc tuy nhiên, dòng pin vẫn báo là 0% giữa nhiệt độ lạnh như thế. Họ dường như là bị hoàn toàn bất lực trước mọi diễn biến của thời tiết. Từ sáng sớm ngày thứ tư, cư dân tại nhiều nơi trong vùng đã được nhà công quyền báo cho biết rằng họ đã có một in tuyết phủ xuống rồi và hứa hẹn thời tiết sẽ tệ hại hơn sau khi một trận bão tuyết nặng nề đã ập xuống vào cuối tuần qua, làm thiệt mạng ít nhất là 7 người. Vùng bị cảnh cáo có báo tuyết nay thu gọn lại tại miền Tây Nam tiểu bang Washington và Tây Bắc Oregon, kể cả Portland, một khu thành thị với hơn 2 triệu cư dân. Trường học và các tòa nhà công sở đóng cửa trong khi nhà chức trách cảnh cáo đường xá bị đóng băng và có thể điện đóm lại bị cúp thêm nữa. Mặc dù các toán thời điện đã vất vả tái lọc nguồn điện cho hàng ngàn cư dân bị mất điện từ mấy ngày qua. Chúng ta thử hình dung tất cả nguồn năng lượng từ sưởi ấm cho đến làm tan băng tuyết đều bị đóng băng và rồi dòng điện bị ngắt thì cuộc sống của chúng ta lấy gì mà sưởi ấm bão tuyết cũng khiến phá hủy bỏ hoặc rời lại các chuyến bay tại nhiều nơi kể cả Vancouver British Columbia bên Canada nơi tuyết rơi nặng bao phủ thành phố và gây nghẽn kẹt lưu thông hãng tin Canadian West cho biết tới chiều tối Oregon có thể nhận tới 8 inch tức là 20 cm tuyết phủ. Trong khi bão tuyết giáng xuống vùng Tây Bắc thì phần còn lại trên lãnh Thỏa Kỳ cũng phải đang đối phó với thời tiết khắc nghiệt khiến cho nguồn cung cấp điện tại một vài nơi có nguy cơ bị cắt. Đã có hơn 100.000 ngôi nhà và cơ sở thương mại bị mất điện và hầu hết là tại Oregon. Theo trang mạng PowerOutage.us, nhiều khách hàng của các công ty điện ở tại Texas cũng ở Cali cũng đang than vì bị thiếu điện. Vào sáng sớm ngày thứ tư, thời tiết băng giá còn lan xuống phía Nam, tới tận miền Bắc Florida theo lời của Pop, chuyên gia thời tiết thuộc Sở Khí tượng Quốc gia. Vào thời điểm đó, trời lạnh lên đến 12 độ F, tức là âm 11 độ C, ở Atlanta, thổ phủ ở Georgia, nơi học sinh phải nghỉ học ở nhà để mà tránh bão tuyết và những cơn lạnh thấu xương. Nhiều người cảm nhận rõ được nguồn năng lượng sử dụng từ gió lấy điện từ gió đã hoàn toàn bị tê liệt bởi những cánh quạt gió đã hoàn toàn bị đóng băng. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, sự việc có thể nói là khá kinh hoàng đã diễn ra tại Arlington, Virginia, khi mà nhiều người sống ở gần đó nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Căn nhà ở Arlington, Virginia đã nổ tung làm rung chuyển cả khu phố và đã bốc cháy một cách dữ dội vào tối ngày thứ hai, ngày 4 tháng 12, khi cảnh sát đến điều tra một ông bắn súng pháo sáng hàng chục phát từ bên trong nhà. Theo cảnh sát loan báo theo NBC News, không cảnh sát viên nào bị thương, còn nghi can được coi như là đã thiệt mạng theo cảnh sát cho biết. Video đăng lên mạng xã hội cho thấy lửa đã bùng lên cao vút và dường như mái nhà cùng với mảnh vụn bị hất tung lên trời khi vụ nổ xảy ra. Hàng xóm cho biết cư dân ở cách hiện trường nhiều dặm cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được vụ nổ. Hàng xóm báo cáo họ nghe thấy có lẽ là tiếng súng nổ khoảng 4 giờ 45 phút chiều ngày thứ hai và cảnh sát xác định có người bắn súng pháo sáng bà Ashley Savage, Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Arlington County ACPD đã họp báo và đã thông báo chi tiết và thông tin như vậy. Sau khi xin được lệnh khám xét căn nhà trong khu 800 ở đường North, Burlington Cảnh sát cố gắng liên lạc với nghi can bằng điện thoại và bằng loa, theo ACPD cho hay. Nghi can đã không đáp lại và cảnh sát cố gắng thi hành lệnh khám xét nhà thì nghi can có lẽ dùng súng bắn vài phát bên trong nhà, ACPD nói thêm căn nhà phát nổ khoảng 8 giờ 25 phút tối. Tới khoảng 10 giờ 40 phút tối đám cháy được chế ngự và theo sở cứu hỏa Arlington County, tới sáng ngày thứ ba, cảnh sát chưa thể vô nhà nên không thể xác nhận là có ai thiệt mạng hay không. Lúc căn nhà phát nổ nghi can đang ở trong nhà, theo như bà Savage cho hay. Tới lúc này chúng tôi chỉ biết có một người bên trong nhà lúc đó. Trong buổi họp báo trưa ngày thứ ba, ông Andy Pan, cảnh sát trưởng acbd cho hay Nghi can là ông Cham Yo, 56 tuổi và ông này được coi như là đã thiệt mạng theo CNN đưa tin. Chúng tôi tìm thấy thi thể người tại hiện trường văn phòng giáo nghiệm tử thi sẽ cố gắng nhận diện người đó cũng như là nguyên nhân người đó đã thiệt mạng, theo ông Penn nói như thế. Vào ngày thứ hai, nghi can bắn súng pháo sáng khoảng 30 cho đến 40 phát từ bên trong nhà ra ngoài khu phố xung quanh, theo ACPD cho biết cảnh sát đang điều tra về tình huống dẫn đến căn nhà phát nổ theo bà Savage. Một số cảnh sát viên báo cáo bị thương nhẹ. ACPD cho hay không ai được đưa đi bệnh viện. FBI ở Washington DC đang giúp điều tra về vụ này. Phát ngôn viên FBI ở đó cho hay cơ quan rượu, thuốc lá, súng và thuốc nổ lan báo điều tra viên của họ cũng có mặt ở hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ. Kính thưa quý vị liên quan đến bản tin khác. Một thanh niên đã bị bắt vì nghi là xe rượu lái xe và đã tông thiệt mạng. Hai người, chiếc xe tông vào một chiếc xe vận tải lớn trên xa lộ số 5 ở Santa Fe Spring ở California. Sáng sớm ngày thứ ba, ngày 5 tháng 12, hai người thiệt mạng và khiến cho hầu hết là đường ở hướng nam xa lộ này bị chặn lại theo cảnh sát loan báo theo đài KTL. Vụ tông được báo cáo khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày thứ ba ngay ở phía bắc ở đường Carmen Nieder. Theo số báo cáo tai nạn giao thông của Sở Cảnh sát Tiểu bang Cali, CHP, chiếc Honda Accord đã tông vô xe vận tải lớn bị cảnh sát chặn lại ven xa lộ số 5. Trung sĩ Florentino Oliveira của CHP cho hay. Chưa rõ tại sao xe vận tải này bị cảnh sát chặn nhưng chiếc Honda đang chạy rất nhanh thì lạng ra ven đường rồi tông ở phía sau xe vận tải. Tài xế xe vận tải không bị thương theo giới chức. Lúc vụ tông xảy ra trên chiếc xe Honda có 3 người, hai người trong số đó đã thiệt mạng và trong đó có một người bị văng xuống xe. Ông Oliveira cho hay, cảnh sát chưa nêu danh tánh hai người này, chỉ cho biết họ là nam mà thôi tài xế chiếc Honda được đưa đi bệnh viện rồi bị bắt với cáo buộc xe rượu lái xe. Theo ông Oliveira, sau đó, cảnh sát nhận diện tài xế này, đó là anh Landon, 19 tuổi là cư dân của Ganro. Video từ hiện trường cho thấy anh này còn tỉnh và còn nói chuyện khi được đưa lên xe cứu thương. Ông Oliveira chia sẻ, tôi làm nghề này 15 năm rồi và vụ này khá nghiêm trọng hầu như toàn bộ làn đường ở hướng nam xa lộ số 5 bị chặn khắp Santa Fe Spring, chỉ trừ một làn đường còn mở trong lúc cảnh sát điều tra về sự việc. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng